Giữa ca sĩ nổi tiếng và doanh nhân Thành Đạt, bạn sẽ chọn ai làm người yêu của mình? Tại sao không thể là cả hai? Trời ơi, xít nữa. Doanh nhân Thành Đạt. Vì sao thế ạ? Tại vì Thư cũng là một người thích kinh doanh và cũng hơi có máu nghệ sĩ rồi, nên là cần có một anh doanh nhân Thành Đạt tỉnh táo để cầm chân mình lại. Ồ, nhưng mà em nghĩ là sự kết hợp giữa một doanh nhân Thành Đạt giống như chị này, tài năng giống như chị này, với cả một ca sĩ nổi tiếng cũng là một sự kết hợp hay đấy chứ. Mọi người sẽ biết đến mình nhiều hơn. Thì đương nhiên là nếu có cả hai yếu tố đó thì sẽ rất là vui và thú vị, nhưng mà tùy duyên thôi, đâu có biết được. Chưa có người yêu nên là Thư chỉ có hình dung sơ sơ vậy thôi. Rồi, câu hỏi tiếp theo ạ. Mẫu người yêu lý tưởng của chị giống ai trong showbiz? Không có giống ai đâu. Hình như là chiếc chuông của Kim Anh bị hư rồi. Nếu như mà mẫu người yêu lý tưởng của anh là ví dụ như... ai ta? Anh ví dụ. Vâng. Ví dụ như... mẫu người yêu lý tưởng của anh là anh Trường Giang đi. Dạ, sẽ đi cua luôn anh Trường Giang, đến Trường Giang làm bạn gái luôn chứ đâu cần phải tìm giống giống. Chị Nhã Phương không hề thích điều này anh ơi. Ồ, vậy ví dụ Nhã Phương đi thì anh sẽ đi quen Nhã Phương luôn chứ anh đâu có cần phải tìm bạn gái giống giống Nhã Phương. Cũng hợp lý, cũng hợp lý. Câu hỏi tiếp theo ạ. Bạn muốn người yêu của bạn là good girl hay là bad girl? Quy không có thường đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài, nhưng mà ví dụ như bạn gái của Quy đi thì là người tốt nhưng mà lâu lâu rồi cũng ăn chơi. Thật sự là anh đã từng làm rất là nhiều nghề nha, anh đi chở nước nè, anh đi bưng tô bún riêu nè, anh đi thu tiền nè, rồi anh còn bán nước nữa. Anh đã từng làm editor, rồi đã từng làm ở Shop & Go, rồi đã từng làm director, rồi có một thời điểm anh làm art director, rồi sau đó là anh làm rapper, anh làm sản xuất, rồi anh đã làm diễn viên, anh đã rồi bây giờ anh làm huấn luyện viên, rồi anh làm rất là nhiều thứ trong nhiều điều trong cái cuộc sống của mình, cho nên là anh cũng biết lái xe nữa, anh có thể chạy taxi hoặc chạy grab hoặc là làm tài xế riêng của một ai đó. Anh cũng thích quét dọn, lau dọn nữa, anh nghĩ là anh có thể làm nhiều thứ. Em là cô gái mang giày trắng, ngược đường ngược nắng đi tìm anh, mà anh núp kỹ quá chưa tìm thấy. Hôm nay chị mặc một chiếc đầm màu đen này, nhưng mà chiếc áo ở trên màu trắng rất là tiệp với cả chiếc giày trắng của chị nữa. Đây là phong cách thường ngày của chị phải không? Đúng rồi, phong cách thường ngày của Thư là thường chỉ là hai màu trắng đen thôi, và hơi cổ điển chút xíu. Nói là để quyết định làm cái đó thì chỉ cách show có 10 ngày thôi. Và trước 7 ngày thì mới nghe được bản demo, trước 5 ngày thì mới đi thu âm, xong rồi trước 3 ngày thì mới tập được một lần, và chỉ có đi lên rehearsal có 5 phút thôi là diễn đó. Trời ơi, lúc đó mình lên sân khấu là mình đang chết rồi, không có nhớ lời, không biết phải làm sao. Làm cái áo cho Huy biểu diễn trên sân khấu hôm đó cùng với giới chắc là cũng chỉ cách có 5 ngày thôi à. Nói chung là tất cả mọi thứ đều rất là rush, nhưng mà rốt cuộc nó lại ra được kết quả thần tốc rất là thần tốc luôn. Nhưng mà cái ca khúc bản gốc anh Wowy đã viết từ năm 2013, em thấy được là cái đại từ danh xưng, đại từ nhân xưng ở trong đó là khác so với cái bản Thiên Đường gần đây mà hai anh chị thể hiện. Thì chắc là trong vòng 10 ngày đấy là mình cũng phải cải biến đi một chút xíu, đúng không ạ? Đúng vậy, em nói đúng. Trong cái phần chỉnh sửa lời hát đó thì chị Tư có tham gia không? Không, chị chỉ nói là đây là show cưới, anh phải làm sao nó đừng có bạo lực quá nha. Không mà diễn đầu tiên người ta bỏ về hết chết em á. Thế là anh Quy anh sửa thôi, anh sửa một vài chữ thôi. Và khi mà thay đại từ nhân xưng hồi trước chơi thành anh em bây giờ thì nghe nó rất là ngọt ngào và nó biến thành một cái rap love rất là hoàn hảo trên sân khấu ngày hôm đó vậy đó. Chúng ta vừa mới chứng kiến một cảnh tượng, đó là người đẹp và quái vật. Mình nói là về ở đây cái
cái giọng hát thì nha. Cái giọng hát này là quái vật, này là người đẹp ngây thơ trong sáng không biết gì hết. Đây là mình nghe chay đó nha, chứ nếu như em nghĩ là thêm phần phối khí rồi thêm giai điệu nữa thì chắc chắn là khán giả cũng sẽ rất là bất ngờ với tài năng của hai anh chị đấy. Julie Bully với lại là anh Minh Nhựa là đứng sau lưng của Thiên Hoa Quy để mà tác động mua giải đó, nói chung là có đại gia chúng lưng rất là mắc cười luôn. Trong khi thật ra là đợt đó là chị cố tình rất là muốn nhắn cho Dế mấy lần mà không hiểu sao cái điện thoại chị nó fail nên là nhân viên chị nhắn được hết, có mỗi mình chị là nhắn không được tin nào hết. Cái thông điệp, cái hình ảnh mà Quy muốn truyền tải thì nó cũng rất là đơn giản, là thời điểm đó Quy muốn khắc họa lại cái hình ảnh của Hoa Quy khi mà mình đứng trước cái cổng của thiên đàng. Chỉ đơn giản là hình ảnh một thằng nhóc đứng trước cái cửa và nó sẽ suy nghĩ là nó bước vô hay là nó ở bên ngoài, và nó có thể tự quyết định được cái hành động đó của nó, vậy thôi. Còn riêng chị Anh Thư thì sao? Cái bài hát này nó đến với Thư rất là nhiều ý nghĩa. Bởi vì đầu tiên là nó rất là phù hợp với bộ sưu tập của Thư, đó là Kiss from the Cloud, nụ hôn từ mây. Thì Thư nghĩ là khi mà lần đầu tiên nghe bài hát này thì cảm thấy rất là tích cực, thấy một nguồn năng lượng nó mạnh mẽ và nó rất là vui tươi. Đó là cái cảm nhận đầu tiên. Còn sau khi bài hát này ra đời rồi và được mọi người yêu thương và lan truyền á, thì thật sự là nó lại đem tới cho Thư một cái ý nghĩa khác. Bởi vì Thư là người rất là chăm đọc comments của mấy bạn ở dưới. Chị có đọc hết không? Thời gian đầu là đọc hết á, học hết mười mấy ngàn cái comments đó. Và có rất là nhiều comments cảm động, nói về cái cảm xúc của người ta khi mà người ta nghe bài hát. Và mình cảm thấy là cái giai điệu bài hát cũng như những cái thông điệp ở trong này, nó đưa tới cho người ta một cái cảm xúc đặc biệt, cảm xúc vui vẻ lan tỏa, và nhất là để cho tinh thần người ta được sống một cách tích cực hơn. Thì chị nghĩ đó là một trong những cái điều đặc biệt mà mọi người cứ replay thiên đàng liên tục vậy đó. Hy vọng là thế giới này ở một nơi nào đó, hoặc là ngay tại đây, thiên đàng nó sẽ hiển thị trước mắt tất cả mọi người nếu như mọi người trao đi yêu thương cái bài nhạc đó. Và thế là nó lại leo từ từ ở dưới đấy của cái bảng xếp hạng gọi là top trending á, nó mới bắt đầu nó leo từ từ lên từng cái nấc thang một, giống như là đang leo lên thiên đàng vậy đó. Ban đầu nó leo rất là chậm, Thư cũng có nói với Quy là ồ, nó vào top trending rồi kìa, Thư vui quá. Cái Quy mới nói ồ, đừng có quan tâm tới top trending, đừng có quan tâm tới cái thứ tự hạng, nó sẽ làm cho mình gọi là bị áp lực. Đúng rồi, mình tập trung vô cái công việc của mình đang làm thôi. Cái tự nhiên đùng cái lên mười mấy, cái 12, 13, cái Quy mới Thư ơi coi nè, nó lên mười mấy rồi nè Thư ơi. Mới nói ok, nó lên vậy thì nếu như mà nó lên được ở top 1 trending á, thì mình sẽ tặng quà cho những người đã giúp cái bài nhạc này nó lên top trending như vậy, để coi là nhìn mình bày tỏ cái lòng gọi là cảm ơn đối với các bạn. Thì cái khoảnh khắc này anh đang có cơ hội để làm cái công việc này, anh muốn tận dụng cái khoảnh khắc này hết sức có thể. Khi mà thời điểm đến, anh sẽ có cơ hội được làm những cái khác nữa. Ví dụ như đôi khi cũng có cơ hội đi trình diễn thời trang thôi, đi đóng phim nha. Kết hợp vừa là âm nhạc này vừa là thời trang với nhau. Ở đâu đó là trong thời gian sắp tới anh Wu Wei lại quay trở lại với lĩnh vực điện ảnh. Và trong vai trò là diễn viên thì sao? Có thể Wei còn làm những tác phẩm nghệ thuật nữa, cho nên là Wei cũng muốn khám phá được cái khả năng của mình nó sẽ đi đến đâu trong tương lai.